Con ăn xong chưa mà con nằm vậy kêu. Ăn đi. Chị ăn giỏi này. Ăn hết chưa? Trời ơi, Hành ăn giỏi ta, ăn hết trơn rồi nè, còn củ kiệu không à. Ăn hết đi con, ăn hết đi vệ sinh. Rồi xong rồi phải không? Đi, đi vệ sinh. Xế xế con ăn rồi, tới tối về ăn thêm. Tại anh em con muốn cháo. Ăn cháo hả? Ăn hết cơm đi con. Ăn từ từ.